Truyện tranh Truyện cổ nước Nam, tập 45, Sự tích con bọ hung, bánh dày bánh chân, tên trộm Việt. Sau khi tạo dựng vũ trụ xong, Ngọc Hoàng ban cho muôn loài có sự sống và được quyền sinh sống bình đẳng như nhau. Muôn loài đều là con cái của ta, vậy phải sống cho hòa thuận vui vẻ nhé. Trên mặt đất lúc ấy, loài người là đông hơn cả. Trời sinh loài người ở khắp nơi trên mặt đất, nhưng loài rắn cũng nhiều không kém. Loài rắn ta đông vô số. Tánh loài rắn hung dữ, thường cắn hại loài người. Ói, rắn cắn, chết tới rồi. Dần dần, loài người cảm thấy nguy cơ bị loài rắn tiêu diệt. Hít, rắn cắn là chết, không có thuốc chữa. Trời đã sinh người, sao còn sinh rắn? Đúng thật là bất công. Trời ban cho ta sự sống, còn loài rắn thì tước đoạt sự sống của ta. Phải, trời bất công. Loài người đi đến quyết định. Ta phải kêu với trời việc này. Xin trời diệt hết loài rắn. Một người tên Hơn được loài người cử làm sứ giả lên trời. Đừng phụ lòng tin của loài người nhé. Hơn đến thẳng cổng trời. Tôi là sứ giả loài người, xin được vào ý kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mời vào. Hơn được đưa vào ra mắt Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Vạn Tuế, có chuyện gì nói mau. Hơn bèn tấu trình việc loài rắn cắn giết loài người. Ngài thật bất công, đã sinh người còn sinh rắn. Ngọc Hoàng cảm thấy khó xử. Ta đã từng hứa muôn loài đều được hưởng quyền sanh sống như nhau, nay đâu thể diệt loài rắn. Vốn là người lanh lợi, Hơn liền đề nghị. Tâu Ngọc Hoàng, loài người không dám xin diệt loài rắn, chỉ mong Ngọc Hoàng bắt loài rắn không sống lâu bằng loài người là được. Tìm được giải đáp êm đẹp, Ngọc Hoàng ưng thuận ngay. Cái đó thì được, vậy người hãy trở về Trần gian, truyền lệnh của ta cho rõ ràng. Người già người lột, rắn già rắn tuột vô săn. Vô săn là vô hồn. Hơn mừng rỡ bái tạ Ngọc Hoàng ra về. Loài người muôn vàng tạ ơn Ngọc Hoàng, thần xin lui. Thành công quá dễ dàng khiến anh Hơn hí hửng. Hi hi, Hơn này đã đi là được, bà con ở nhà lo lắng thật là thừa. Hi hi. Đang cào hứng chợt Hơn trong quán rượu bên đường. Vào làm vài chén mừng thắng lợi. Hơn tập luôn một chén to. Chúc mừng sự trường thọ của loài người. Uống cho đã, Hơn khèn khàn ra về. Hê hê, bớ loài người nhút nhát, nghe ta thay mặt Ngọc Hoàng truyền lệnh đây. Loài người phấn khởi tập trung đông đủ chờ nghe lệnh của Ngọc Hoàng. Hơn ven ven tự đắc, hắn giọng. Đồng bào trật tự, nghe tôi tuyên xưng chiếu chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hơn nhắm mắt mà mồm đọc to. Rắn già rắn lột, người già người tột vô săn. Lệnh vừa ban ra, cả loài người cùng lăn ra kêu khóc. Ôi trời ơi, sao bất công thế? Cha mẹ ơi, vậy là tiêu đời rồi, hu hu. Bấy giờ Hơn mới sực tỉnh. Thôi chết tôi rồi, tôi nói lộn rồi. Quá hối hận sợ hãi, Hơn thất thểu bỏ đi. Lệnh đã truyền làm sao rút lại. Hít, ta đã gieo họa cho loài người. Ngọc Hoàng Thượng Đế nghe thiên tướng báo cáo lại sự việc thì hết sức tức giận. Tên đó dám làm sai lệnh của ta, đẩy nó làm con bọ hung. Thiên tướng nhận lệnh bay thẳng xuống trần. À, tên Hơn kia rồi. Thiên tướng tống cho Hơn một đạp.
đồ ngốc. Hơn nhào xuống đất, hóa ra con bộ hùng đời đời chui rút trong đống phân dơ giấy. Bánh dày bánh chưng. Đời vua Hùng thứ 18, nước Việt ta an lạc thịnh vượng. Một hôm, vua Hùng thiết triệu phán: ta này đã già, muốn về hưu an hưởng tuổi già, song ta vẫn chưa an tâm khi chưa tìm được người kế vị. Các quan có ý gì không? Một vị lạc hầu tuổi cao đứng ra tâu: tâu bệ hạ, theo tục lệ nước ta, người con nào của nhà vua có tài sẽ được nối ngôi. Vua Hùng vuốt râu cười: đúng thế, vậy phải tổ chức cuộc thi mới biết được ai là người tài. Ngày mai tất cả các con trai ta hãy tụ họp lại nghe ta công bố cuộc thi. Sáng hôm sau, tất cả các người con trai của vua Hùng đều có mặt tại sân chậu chờ nghe vua Hùng tuyên bố cuộc thi quan trọng. Em hồi hộp quá, anh cũng thế. Từ trên ngôi cao, vua Hùng long trọng tuyên bố: các con hãy nghe, vào dịp đầu năm mới, người nào dâng cúng tổ tiên thức ăn lạ vừa ngon vừa có ý nghĩa sâu xa sẽ được làm vua. Các người con xôn xao ra về: vua cha ra đề thi thật là lạ. Nghe thì dễ mà làm khó lắm đó, biết sao là ý nghĩa. Trong số đó có chàng út là Lan Liêu, chỉ im lặng ra về. Mẹ ruột chàng đã mất từ lâu, đây chỉ là mẹ nuôi, nhưng Lan Liêu rất mực thương yêu tôn kính. Bẩm mẹ, con mới về. Lan Liêu vui vẻ thuật lại thể lệ cuộc thi. Vua bảo phải tìm thức ăn lạ và có ý nghĩa, còn chả biết làm sao. Mẹ Lan Liêu an ủi con: con là út, lại nhà nghèo, cứ giữ lòng hiếu với tổ tiên là được, những việc đại sự để cho các anh. Mẹ dạy rất phải. Sau đó Lan Liêu cứ điềm nhiên chăm lo công việc, ngày mai làm cỏ đám lúa nếp. Trong khi ấy, những chàng kia đem ngày lo lắng nôn nao: chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết mà ta vẫn chưa tìm được món gì độc đáo để dự thi. Những người giàu có thì đi săn lùng những thứ quý hiếm. Ngoài đảo xa có loài chim yến làm tổ trên vách đá trong hang động. Tổ yến là thứ rất quý. Thế là họ xuống thuyền vượt biển. Lại trời cho thuận bồm xuôi gió, họ liều mạng leo lên những vách đá treo leo trơn trượt. Rơi xuống là tồi mạng đó. Họ chỉ gỡ được hơn 10 tổ yến. Về thôi, nước triều lên rồi, bấy nhiêu cũng đủ rồi. Có người lại bí mật xách nỏ lên núi cao. Nghe dân chúng đồn vùng này có một đôi phượng. Sau nhiều ngày tìm kiếm, chàng ta đã trông thấy đôi chim quý. Đừng để trật nhé. Mũi tên thiền xạ ngay một con phượng to. Quát! Chàng sung sướng mang phượng về. Nem công chả phượng là thứ quý nhất trên đời này, ngôi vua về tay ta là cái chắc. Nhưng có người lại nghĩ khác. Nem công chả phượng, tổ yến tuy là quý, song không phải là thứ lạ. Phải tìm thứ gì chưa hề ai biết mới mong thắng. Chàng ta kéo người lên núi cao săn lùng. Một con hươu đen, loại thú này chưa ai thấy bao giờ. Đoàn người rầm rộ bủa vây giăng lưới. Thế là hươu đen bị xa lưới. Ha ha, thịt hươu đen ăn vào trường thọ, vua cha sẽ nhường ngôi cha ta. Trong khi đó Lan Liêu vẫn bình thản ngày làm việc, tối về lo cúng tế tổ tiên. Một đêm chàng nằm mộng gặp một cụ già: chào chàng trai, ta là thần nhân đất Việt. Kính chào thần. Con là người có hiếu, hiếu là gốc của đất nhân,
người ngồi trên ngôi trị dân phải là người có lòng nhân, gọi là bậc nhân chủ, còn xứng đáng ngồi ở ngôi cao. Bẩm thần, con làm sao thắng được cuộc thi khó khăn đó? Đừng lo, ta đã có sẵn món ăn lạ và đầy ý nghĩa cho con đây. Vật liệu chỉ là những thứ bình thường trong dân gian thôi. Nghe đây. Vâng, con nhớ, con nhớ. Chỉ cho làng liều xong, vị thần từ giả. Tạm biệt vị vua tương lai của nước Nam. Tạ ơn thần. Sáng dậy, làng liều nhớ đầy đủ cách làm hai món bánh lạ mà vị thần đã bày trong giấc mộng đêm qua. Thật kỳ diệu, đúng hôm nay là ngày ta gặt lúa nếp. Làng liều chọn loại lúa nếp tốt. Chỉ có ruộng nước Nam mới có được giống lúa quý thế này. Đích thần làng liều giả nếp thật trắng. Thức ăn cúng tế tổ tiên phải sạch sẽ tinh khiết. Rồi từ nếp trắng, đậu xanh, làng liều làm ra hai thứ bánh lạ. Bánh hình vuông gọi là bánh chưng, bánh hình tròn gọi là bánh dày. Ha ha, mọi người sẽ ngạc nhiên khi làng liều này mang thứ bánh này đến dự thi. Đến ngày thì làng liều đòi bánh vào sân chậu. Ô, mọi người đến trước cả rồi. Các chàng kia thấy bộ dạng làng liều thì cười nhạo. Chẳng biết thứ gì trong ấy, hi hi. Bây giờ các thức ăn lạ lùng, quý báu đều bày hết ra một cái bàn dài. Làng liều rụt rè đặt hai loại bánh ấy ở cuối bàn. Vua cha sẽ thấy sau cùng. Vua Hùng bắt đầu nếm các thức ăn. Bẩm cha, đây là chả phượng. À, ngon nhỉ. Vua lần lượt lướt qua các món ăn trong sự hồi hộp của mọi người. Ngon, ngon, nhưng chẳng có gì là đặc biệt, ý nghĩa cả. Khi đi đến cuối bàn, vua ngạc nhiên hỏi: hai thứ bánh này là của ai, là bánh gì? Làng liều vội bước ra tàu. Bẩm của con, bánh vuông là bánh chưng, bánh tròn là bánh dày, mời cha dùng thử. Vua Hùng ăn thử gật gù khen ngợi. Ngon lắm, lạ lắm, mà chỉ là nếp đậu thiệt, là những thứ bình thường mà. Hay thật, còn nói thêm cho ta nghe về hai thứ bánh này đi. Làng liều phấn khởi tàu. Bẩm, bánh chưng vuông tượng trưng cho đất, bánh dày tròn tượng trưng cho trời. Nếp đậu thiệt là những thứ nuôi dân hàng ngày, tuy bình thường mà quý báu không gì sánh được. Con làm hai món bánh dâng lên cúng tổ tiên đầu năm là để tỏ lòng hiếu kính cha trời, mẹ đất, mà người dân nghèo nào cũng có thể làm bánh cúng được. Vua Hùng kinh ngạc khen ngợi. Con thật sâu sắc, thức ăn của con vừa ngon, lạ, lại vừa ý nghĩa. Ta chỉ thèm một điều, tất cả nghe đây. Vua Hùng cao giọng. Gạo nếp là thức nuôi muôn dân, người ngồi trên ngôi cao phải làm cho dân ấm no. Này ta truyền ngôi lại cho làng liều. Làng liều vội quỳ lại tạ. Con tạ ơn vua cha. Thế là làng liều lên ngôi vua. Nước Việt ta đời đời khắc ghi câu nói này: người nào nuôi được dân ấm no mới đáng ngồi trên ngôi cao, xứng đáng gọi là bậc nhân chủ. Từ nay vào ngày Tết, đồng bào làm bánh chưng bánh dày cúng tổ tiên để nhớ mãi chân lý đó. Tên trộm Việt. Ngày xưa có một gã nọ rất lười biếng, bà con gọi hắn là thằng nhát. Ê, chú nhát đi đâu đó, có rảnh thì cắt lúa giúp tôi ít không? Ái già, rảnh thì có, nhưng cắt lúa đau lưng lắm. Thôi, xin kiếu. Vì không chịu làm việc nên nhát kiếm sống bằng lường gạt và ăn trộm. Kìa, ông bá ở làng trên đang đi vào nhà ông cựu, mà ổng đi tay không, có ăn rồi. Nhát vội vàng đi sang nhà ông bá. Màu màu kéo lão bá về. Đến trước nhà ông bá, nhát liền giả làm lé mắt, méo miệng. Hít,
đố ai nhận ra tớ. Nhát ngang nhiên đi vào nhà ông bá. Gã kia đi đâu? Bẩm ông bá, sai con về ạ. Bà bá nghi ngờ hỏi: ông bá đi đâu mà sai mi về? Về làm gì? Bẩm cụ chơi ở nhà ông cựu con, cụ sai con về lấy cái dù, lúc đi hấp tấp cụ quên mang theo ạ. Bà bá nghe Nhát nói đúng phốc thì không nghi nữa. Dù đây, mi cầm sang cho ông mau, kẻo ông đi nắng. Vâng ạ. Thế là Nhát vác thẳng cái dù ra chợ. Bác ơi, tốn quá phải cầm cái dù này, bác lấy giúp. À, đưa xem. Được, được. Nhát khoái chí cầm tiền ghé quán thịt chó là một bụng no say. He he, ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng biết dùng mà thôi. Nói chung, Nhát sống bằng nghề lừa đảo, ăn trộm và các triết lý cuồng của mình. He he, bà con dư giả thì cho tôi bớt mà. Ngày nọ, Nhát đi lang thang kiếm ăn. Hi, lâu này đói quá. Chợt Nhát trông thấy một bầy vịt. Ban ngày mà trộm vịt thì hết đường chạy. Có cách rồi. Nhát vợ nghiêm trang đi thẳng đến một con vịt mập đang ăn riêng trên bờ ruộng. Chú mày biết điều thì đứng yên. Nhát bỗng quỳ xuống bái con vịt, miệng lầm bầm như khấn khứa điều gì. Ông chú vịt thấy hành động của Nhát thì sửng sốt. Ói, điên hay sao mà lại con vịt? Ông vội vàng chạy đến hỏi: chú kìa, chú làm cái gì mà lại lục con vịt của tôi? Tức thì Nhát rơm rớm nước mắt đáp: thưa ông, chả là hồi hôm tôi nằm mộng thấy cha tôi về báo rằng sáng nay sẽ nhập hồn vào con vịt đứng lẽ ở cánh đồng thôn làng này. Nhát dừng lại ngàn ngào rồi mới tiếp: hít hít, làm con thương nhớ người cha, tôi ra đây lại cha tôi, hít hít, cha ơi cha, hu hu. Ông chú vịt mũi lòng muốn khóc theo: hít hít, người này mới hiếu thảo làm sao. Ông chú vịt chợt nói: thôi chú em ơi, đừng khóc nữa, tôi chặn cho chú con vịt này đem về nuôi cho thỏa lòng hiếu thảo. Nhát mừng rỡ xá ông chú vịt: tạ ơn ông. Nhát thành thạo nhào tới túm cổ con vịt: bớ cha ơi, theo con về nhà. Nhát ôm con vịt đi thật lẹ về nhà mình. Hì hì, tiết canh cháu vịt, tiết canh cháu vịt. Về đến nhà, Nhát cắt tiết con vịt ngay: cho mày chưa, dám đứng ưỡn ngực bắt tao lại. Bất ngờ ông chú vịt tông cửa nhào vô: này chú kia, tại sao chú dám cắt cổ cha chú? Chú bịp tôi phải không? Nhát giật thốt người nhưng dành trí đáp: ông ơi, ông không rõ, tôi đã cúng trục hồn cha tôi ra khỏi con vịt rồi, còn cái xác thì sợ chứ để làm gì. Ông chủ nghe nói cứng họng: mày thiệt là tên đại bịp, đại bợm, đại xạo, tao mắc mưa mày rồi. Ông chủ vịt liền lôi cổ Nhát lên quan: bẩm quan, đây là một tên lười chuyên đi gạt người ta. Quan nghe xong chuyện phán: ta sẽ phạt người đi lao dịch 3 năm để người quen với lao động. Những tội do người gây ra đều do lười lao động mà ra cả. Khi người biết làm việc để tìm cái ăn thì người sẽ không còn những thói xấu kia nữa. Thuần luồn hóa rồng. Ngày xưa có chàng trai tên Khắn, rất khỏe mạnh lại siêng năng. Khắn cày một buổi bằng người ta cày 1-2 ngày, bó củi Khắn vác hai người khiêng mới nổi. Khắn khỏe nhất làng đó. Nhưng sao tớ cứ mãi nghèo. Cảnh nhà Khắn bận hàng quanh năm. Hít, trồng lúa thì lúa sâu, trồng bắp thì bắp còi, sao mà xui xẻo mãi thế. Tức mình, Khắn quyết chí ra đi, chỉ vác theo một cái rìu. Ta đi tìm trời hỏi, xem vì đâu mãi nghèo khổ. Khắn đi mãi, về phía mặt trời mọc. Trời ở xa thế. Một buổi chiều kia, Khắn gặp một ngôi nhà siêu vẹo bên đường.
À, ta xin ngủ nhờ đêm nay ở đây. Khấn cất tiếng chào. Chào cụ, cháu đi lỡ đường, xin nghỉ nhờ đêm nay. Bà cụ cười mõm mém đáp: Dạ chẳng tiếc, nhưng con có thấy nhà già sắp đổ, có dám ngủ trong nhà không? Khấn vác rượu đốn một cây to gần đó. Trong chốc lát, chàng đã hạ cây xuống. Khấn vác cây trở lại căn nhà siêu vẹo. Cụ ơi, xem đây. Khấn ra sức chống cây, đẩy căn nhà ngay trở lại. Hấp, hấp. Căn nhà được chống đỡ ngay thẳng, vững vàng. Hi hi, giờ có bão cũng không lo nữa. Bà cụ mừng rỡ làm cơm đãi khách. Nhà già nghèo khổ không làm nổi nhà khác mà đỡ lo nhà sập. Mà cháu đi đâu vậy? Khấn vừa xơi cơm vừa kể chuyện nhà mình. Cháu lầm lụng quanh năm mà vẫn nghèo nên cháu lên trời hỏi cho ra lẽ. Bà cụ mừng rỡ nói: Nếu cháu có gặp trời hỏi giùm già, vì đâu đứa cháu già đã lên năm mà chưa biết nói. Vâng ạ. Hôm sau Khấn từ biệt bà cụ lên đường. Cháu đi may mắn. Cháu sẽ nhớ hỏi cho già. Chào. Sau một ngày đường, Khấn đến một con sông to. Làm sao qua sông đây? Chợt giữa sông sóng nổi lên dữ dội. Một cái đầu thùng luồng to như đầu voi nổi lên, hỏi: Người muốn qua sông hả? Khấn mạnh dạn đáp: Vâng, tôi xin ngài giúp tôi qua sông. Thùng luồng ló đuôi lên nói: Đuôi ta bị mắc lưới, làm sao đưa ngươi qua sông được? Khấn đáp to: Tôi sẽ cắt đứt lưới cho ngài. Khấn lội ngay xuống sông, đến bên đuôi con thùng luồng. Ngài giữ đuôi yên nhé. Khấn vùng rìu chém phần dày lưới. Thùng luồng mừng rỡ nói: Ngươi hãy bám vào lưng ta cho chặt, giữa sông có cơn sóng rất mạnh. Thùng luồng bơi ra khơi, Khấn bám chặt trên lưng. Ra đến giữa sông, sóng cuồn dữ dội, thật đáng sợ. Cuối cùng Khấn cũng đến bờ an toàn. Cảm ơn ngài, tôi đi gặp trời đây, ngài có cần hỏi gì không? Vậy sao? Hãy hỏi trời vì sao ta tu luyện lâu năm mà vẫn chưa thành rồng. Nhớ hỏi giùm ta nhé. Khấn từ biệt thùng luồng đi tiếp. Ngày kia Khấn gặp một ông lão râu tóc bạc phơ. Chào cụ có biết trời ở phương nào chỉ giúp cháu với, cháu muốn hỏi trời mấy việc. Khấn nghĩ người già chắc biết nhiều nên hỏi: Vì sao đứa bé lên năm mà chưa biết nói? Cứ đào hũ vàng bên đông, hũ bạc bên tây lên, nó sẽ nói được. Vì sao thùng luồng tu hỏi vẫn không hóa rồng? Hãy bảo nó nhả viên ngọc ra sẽ hóa rồng ngay. Nói xong cụ già vụt bay lên mây. Ta là trời đây, con quay về đi. Khấn bỡ ngỡ nhìn theo. Ôi, vậy là ta chưa hỏi cho ta. Khấn quay trở lại con sông to nọ. Thùng luồng ơi! Thùng luồng vừa nổi lên, Khấn nói ngay: Hãy nhả viên ngọc quý ra để thành rồng. Thùng luồng mừng rỡ đưa Khấn qua sông. Ta sẽ tặng người viên ngọc quý này, ngọc chữa được trăm bệnh. Thùng luồng nhả ngọc quý ra cho Khấn. Ồ, ngọc đẹp quá. Ngay tức thì thùng luồng hóa rồng, bay vụt lên mây. Khấn hớn hở đi tiếp về căn nhà của đứa bé cầm nọ. Bà cụ ơi! Vừa thấy bà cụ, Khấn nói: Cụ hãy đào hũ vàng bên đông nhà và hũ bạc bên tây nhà, đứa bé sẽ nói được. Quả nhiên, hai hũ báu vừa đào lên, đứa bé cất tiếng nói ngay: Chào bà, chào chú. Bà cụ mừng rỡ tặng lại Khấn một nửa số vàng, bạc. Vậy là câu hỏi của ta không cần. Khấn sùng sướng lên đường về quê mình. Vậy là câu hỏi của ta không cần hỏi nữa, vì ta đã hết nghèo rồi.
tấn về quê sống đời ấm no, hạnh phúc. Chẳng hay giúp người nghèo khổ, lại hay dùng viên ngọc thuần luồng để trị bệnh cho mọi người. Ta là người hạnh phúc nhất đời này.